đây khách đang thử nha anh em cứ tới test máy thoải mái luôn ha. Rồi máy xong rồi nha, về phù cát của Bình Định. Rồi bắt đầu em tiến hành bảo dưỡng máy cho khách nha anh em. Đây một con máy cũng mới về, em chưa kịp quay con này luôn là nó đã lên đường luôn, có đèn led luôn. Đây rồi, hôm nay em đã bắt đầu mở máy ra ha. Đây chất lượng máy còn rất là cao luôn nha anh em, nhìn làm ngon lành, các nước này mới, nói chung là máy này ngon. Hôm nay em tiếp tục làm cái hộp số cho khách thì mở ra thì rất là ok nha. Bây giờ em đang thay một số bị đàn, những bị thay để mà ráp vô con máy này. Máy này thì cái tem chiếc cũng lột ra là nó hơi cũ quá, em sẽ làm lại cho khách. Đây là máy Bình Định, hôm nay em đã làm gần xong rồi, bữa nay là dứt điểm luôn, là lên xe luôn. Hộp số đã làm kiểm tra kỹ lại cho khách, này thay ra hai cái mới vô đây ha. Máy giờ cũng gần xong rồi nha anh em, thì đang hoàn thành một số thứ dán tem này nọ nên là có thể lên máy luôn. Rồi chào anh em, máy xong rồi nha, thì DC70 Plus đời cao, bảo dưỡng dán tem lại xong hết luôn, xích gai mới nha. Đó, máy rất đẹp luôn. Rồi xin kính chào quý bà con nha. Thì cái máy DC70 Plus này em giao về Bình Định. Rồi bây giờ máy ra nha anh em. Thì lúc nào em cũng có xe luôn nha. Xe 24 trình bày cho anh em luôn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn ha. Anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây sao cũng được, cũng mới cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Đó là chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á.
Đây, chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu dùng chân vải máy ha anh em đó, anh em có lựa máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha, đây cho anh em dễ nhận diện nha.